Hello, xin chào tất cả mọi người. Thôi mệt quá. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phong Cần TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây bạn ơi. Đó, phải chào vậy nó mới nhanh bạn ơi. Ok. Ok. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay nè bạn ơi, siêu nhân tứ trụ bọn mình đã quay trở lại để làm thêm một video mới cho các bạn xem ở đây. Nhưng mà bạn thấy hôm nay có điều gì lạ không? Đấy, bạn hãy nhìn xung quanh đi, có cái thiếu thiếu gì không bạn? Đó. Thì mình nói luôn nha là hôm nay thiếu anh Siro các bạn ơi, buồn ghê luôn các bạn. Bởi vì là anh Siro hôm nay gọi là anh Siro đi mua máy tính mới rồi, cho nên là anh Siro không quay clip được. Ủa bạn biết không? Anh Rô giàu lắm nha. Anh Rô mới vừa đi mua một cái máy tính laptop đến tận 50 triệu luôn bạn ơi. Anh Rô giàu ghê luôn trời. Sắp tới này mình chắc chắn sẽ mượn anh Rô để gọi là mình chơi game thử. Mình quay vlog lại cho các bạn xem nha. Ok bạn ơi, thì hôm nay bạn xem nè, ở hai bên mình nè, xin theo bạn, bên phải của mình chính là Mèo Simmy, còn bên trái của mình chính là anh Mr. Dịch Bầu. Chào mọi người đi anh. Hello. Rồi ok bạn ơi, thì hôm nay nè, bọn mình đã vào trong một con map khá là hay bạn ơi. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, siêu nhân tứ trụ làm cách nào để có được sức mạnh có thể tiêu diệt được yêu quái vậy? Thì hôm nay mình sẽ cho bạn biết tại sao bọn mình có thể gọi là có sức mạnh tiêu diệt được yêu quái nha. Thì đây, bạn hãy xem đây. Xin giới thiệu bạn, đây chính là một con map mà siêu nhân tứ trụ bọn mình rất là hay và hôm nay để tập luyện các bạn ơi. Và hôm nay ba siêu nhân của bọn mình sẽ cùng nhau vào trong con map này để cùng nhau thi đấu với nhau, tiếp tục tập luyện trong con map này nha các bạn nha. Thì con map này chính là một con map tập luyện thể lực rất là kinh khủng luôn. Thì các bạn hãy thử xem video này và xem coi trong ba siêu nhân Phong Cận, siêu nhân Mr. Dịch và siêu nhân Simmy, siêu nhân nào là mạnh nhất nha bạn nha. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng nào bắt đầu hay nào, let's go. Rồi ok bạn ơi, thì mấy bạn hãy xem đây, tên tên nè, các bạn thấy gì chưa? Ở hai bên có rất là nhiều những bạn fan, những bạn khán giả đang ngồi xem siêu nhân tứ trụ của mình thi đấu với nhau nữa bạn ơi. Hello mọi người. Hello mọi người nha. Mấy bạn là fan của ai vậy? Hả gì fan Phong Cận hả? Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mấy bạn ghét ai nhất trong team? Ghét Dịch nhất trong team hả? Ok, cảm ơn các bạn. Ủa gì với mấy mát, trời ơi chưa kịp thi nữa. Ok, thôi tôi giỡn thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau thi đấu nha các bạn nha. Thì nhiệm vụ của siêu nhân tứ trụ là phải bắt cua qua hết cái đoạn đường này, xong đó qua bên kia thi đấu ở bên kia nữa, mọi người hiểu chưa? Ok. Rồi, giới thiệu cho Dịch. Hình như tụi mình chưa biến hình hay sao Phong, đúng không? Ừ ha, đúng rồi. Làm siêu nhân là phải biến hình chứ, quên mất. Rồi ok, siêu nhân tứ trụ chuẩn bị biến hình. Rồi ok bạn ơi, bạn thấy chưa, mình đã biến thành siêu nhân rồi nè. Bạn thấy bộ giáp mình ngầu chưa? Còn bên đây là Mèo Simmy nè bạn ơi, bên kia là anh Mr. Dịch kìa. Đó, rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu với nhau nha anh em nha. Ok, rồi để xem coi ai sẽ là trong ba người, ai sẽ là siêu nhân mạnh nhất đây. Ơi Dịch ơi, Dịch Trang Giang Dịch, mọi người chưa nhảy, Dịch nhảy ơi. Đấy Dịch. Rồi người nào người ta các cụ gọi rồi, có làm thì mới có ăn, ai đi trước ăn trước. Nè quá, ăn được sao rồi nè. Dịch Trang Giang quá bạn ơi, Dịch chơi Dịch đi trước. Ok em ăn sao luôn rồi nè. Rồi coi nhanh lên xem, nhanh lên Dịch Trang Giang kìa. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, bạn coi anh Dịch chơi ăn gian kìa, mấy bạn hãy comment cho mình là anh Dịch ăn gian nha bạn nha, anh Dịch chơi ăn gian quá. Ok nhảy đây. Hey, ok ăn theo một sao nè. Tìm lối ra sẽ có ba cửa nhưng chỉ có một cửa đúng. Ok nhảy vô. Hey, rồi ok sao bây giờ. Chúng ta đã được đến một cái mê cung mấy bạn ơi, và nhiệm vụ chúng ta là phải thoát ra khỏi cái mê cung bóng đêm này. Trời ơi, rõ thấy không mọi người, thấy không, khi nào mọi người gặp một con yêu quái nào đó mà nó có sức mạnh nhốt mọi người vào mê cung á, thì mọi người phải sử dụng trí thông minh của mọi người để thoát ra khỏi mê cung đó. Vậy cho nên là mới có cái con map này nè. Ok ok, em gần tìm được đường ra rồi. Ha. Em gần thắng rồi Dịch ơi. Trời quá đơn giản, quá đơn giản. Ủa khoan, từ bên này không phải bạn ơi. À bên này. Wow, Phong thông minh quá. Ba cánh cộng lần. Ở trời ơi, bên này có không phải luôn. Oh my god. Cái gì? Có con ma bên đó hả? Ừ, có con ma ghê lắm. Trời, nó đang đuổi theo tôi nè. Đâu, con ma đâu. Trời ơi. Kiếm được đường rồi nè. Trong đó nó sẽ có những cái cửa là giả, có những cái cửa là thật. Xin phải kiếm ra cái cửa thật, hiểu không? Ok. Mình kiếm được cửa thật rồi bạn ơi. Hay từ. Rồi xong lại bị chặn đường đó rồi. Bên này không phải bạn ơi. Đây cửa giả. Ok ha, sao khó vậy? Trời. Ê Phong, tôi kiếm được đường thật này, nhưng mà cái cửa thứ ba đầu tiên đâu nè, tôi đứng nè, thấy không? Đây là cửa thật nè. Nhưng mà cửa vô không được. Được mà. Ủa được hả? Được mà, cái cửa đầu tiên luôn á. Ghê hả? Ôi trời ơi, mình thèm tìm thấy cửa ấy bạn ơi, đi vô. Bùm. Wow. Ủa kìa. Ok mình không được. Ôi trời ơi, hiểu rồi, vậy là anh
dịch phải đi cái cửa ở chỗ khác, anh em mình phải đi cửa ở chỗ khác. Trời ơi, vậy là xong rồi. Mỗi cửa là ba nơi. Mỗi người một cửa. Ôi có con ma nè. Hello, mọi người ơi, có con ma đó đánh mình các bạn ơi. Trời ơi, con ma. Trời. Ôi trời, mình sợ ma. Mỗi người một cửa hả? Đúng rồi, mỗi người một cửa. Ôi sao con ma đi. Bên đây mình chui không được ta, cái cửa bên đây mình chui không được. Ôi được rồi. Chui cả ba cửa không được. Ủa cửa này không được rồi. Trời ơi, vậy cửa giữa cũng không được, cửa bên trái không được, có đéo. Vậy là dịch phải đi cửa khác rồi. Rồi em vô được nè. Em được rồi dịch ơi. Yeah. Hello Sim. Thôi bây giờ bọn mình chơi công bằng hay Sim, bọn mình đợi dịch qua đi ha. Dịch nước quá. Trời ơi bạn ơi, siêu nhân Mr. Dịch, siêu nhân lớn nhất mà yếu Sim. Em tính là mình đến cả ba cửa đều không được nè. Trời ơi, sao ba cửa không được được? Dịch đi sai cửa hay có. A few moments later. Trời ơi, dịch đi qua xong chưa vậy dịch ơi? Lâu quá vậy. Ok kìa. À, mình thấy rồi. Lượt sang cửa mới luôn rồi nè. Ok, dịch qua các bạn ơi. Bây giờ bọn mình cũng sẽ qua nha. Ăn mình ăn kẹo nè, để mình chạy qua nè. Đó, mình sẽ bay qua bên đây nha các bạn nha. Bay qua. Ờ, rồi xong rồi, bị kẹt đây luôn rồi. Ôi, xuống được rồi. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Mình nhảy qua đây. Hey, bay lên. À, mình thấy rồi. Mình sẽ cần phải nhảy qua đây. Tưng. Trời ơi, cái trò này thì mình nhảy giỏi lắm bạn ơi, tại vì mình có học anh Siro cách bắt cua cho nên mình nhảy ai vậy rồi xong té luôn. Ôi trời. Đó, mày thấy không? Mình gần lên tới nơi đó, lại té rồi. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Ok. Ủa sao người qua được hay vậy? Tôi sắp lên rồi. Hơi. Yeah. Ok rồi, lên rồi. Còn cái mặt gì quá nhiều tia laser dữ vậy? Ôi quá trời laser luôn bạn ơi, bọn mình chỉ cần dính vô cái này có thôi là bọn mình sẽ bị cắt làm đôi luôn á, không được. Mình phải cẩn thận. Thôi cẩn thận. À, biết cái này qua được rồi. Trời qua nè. Ủa sao mày không qua được ta? À, chỗ này bị chặn rồi, mình phải đi qua mấy cái đường bằng cái hình một trắng bạn ơi. Ok. Qua nè. Đó. Ồ, mình qua nè các bạn ơi. U, gần được rồi. À, ôi trời, mình mất nhiều máu quá ta, mình phải ăn thêm bánh mì hồi máu vô. Cố lên. Yes, ok. Quá trời luôn. Qua được rồi. Đó, ok, bây giờ cứ cần bước vô trong đây. Tèn. Wow, mình lại được qua bên khu nào mới đây. Ôi trời, tính ra mọi người đi qua trước tôi luôn hả? Trời ơi. Thì đã qua ông đi chậm quá, ông nói nhiều quá đó. Trời ơi, tôi đi qua nhanh cho mấy người coi nè, tôi chạy thật là nhanh luôn nè. Đó. Nè, ui trời, mình né đỉnh quá bạn ơi. Wow, mình né đỉnh quá. Rồi xong rồi. Rồi xong chết keo luôn. Trời ơi, cái trò to vô giờ chết luôn kìa. Ôi, chẳng qua tôi nhường dịch với nhường Sim đi trước thôi, chứ là tôi lạng lách xíu tôi qua được rồi, thấy không? Đó. Lạng nè. Đó, né nè. Ghê chưa? Ồ. Rồi qua được luôn nè. Lưu điểm hồi sinh nè. Ủa cái này là gì đây? Ủa. Ờ giai đoạn tiếp theo gì ta? Hãy ok nhảy cứ nhảy xuống đây là biết liền. Mệt quá. Ok, cứ nhảy xuống đây. Ồ, bên trên đây có lava nè các bạn ơi, còn bên dưới thì có cái cầu thang. Mình phải đi thật là chậm mấy bạn ơi, mình mà té dưới là mình chết luôn, mà mình leo lên cao quá mình cũng chết. À! Rồi, cháy tóc tôi rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, chết tôi rồi, cháy tóc tôi rồi. Không được, bộ tóc tôi mới vừa làm 50 triệu, tôi không thể nào để cho hư bộ tóc tôi được. Ok, đi chậm thôi. Nhớ là đi chậm hết nha các bạn. Ok. Rớt hoài luôn. Sợ quá. Ok, lùi xuống. Phong cảnh qua đó hay vậy. Trời tôi ơi, không biết nữa, tôi đang bị kẹt ở giữa nè. Có cái lava trên đầu tôi nè. Rồi dính nữa rồi, ăn bánh mì vô. Phải vừa đi vừa ăn bánh mì bạn ơi, không thôi là chết. Ui. Rồi xong luôn, rơi xuống dưới luôn. Rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã qua được chỗ này rồi. Ăn sao nè, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi chạy qua đây. Hey, ok. Ủa sao mình lại gặp lại Sim ơi? Mình qua tới bên đây luôn rồi. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Sim ơi, mình đi trước nha, tạm biệt Sim. Ủa vậy đây, anh qua tới bên đây luôn hả Dịch? Qua rồi nè, đậu xanh cái thằng hai dụ, ta thề luôn, thằng đậu xanh chủ bát này nhá. Coi xong clip này nhá, kiếm tao. Ta không cặp ba khúc, ta làm thằng cùi bắp luôn. Trời ơi bạn ơi, anh Dịch cọc trong chủ máp, ông Dịch đòi chặt chủ máp thành ba khúc. Tào lao, Dịch tào lao siêu nhân đâu mà cùng sốt vậy. Ok, thôi mình bay qua nè. Phiêu. Ai cái gì? Bây giờ mình phải bay vô cái cục này hả? Rồi xong tôi vỡ mồm luôn các bạn ơi. Trời ơi trời, tôi bay sao tôi té đây, tôi vỡ hết cái miệng của tôi luôn rồi. Lần này là vô được nè. Rồi, thấy không? Đỉnh chưa. Ui, Dịch qua kia luôn rồi, mình không thua Dịch được. Cái gì? Cẩn thận với đầu của bạn, hãy xem xét cảnh báo. Gì cẩn thận với cái đầu của bạn là sao? Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Gì à? Ui, Dịch cái gì? Cái gì vậy trời? Sao mà nhanh dữ vậy? Rồi xong bạn ơi, tạm biệt với bạn, mình đi đây. Rồi trời, nhanh quá bạn ơi, cái này mình phải đi từ từ. Ok rồi, yes, qua được rồi. Ok, lưu điểm hồi sinh nè, ăn sao nè.
Chết rồi bạn ơi, dịch nãy giờ chen chen dịch đi trước cho nên là giờ dịch đi trước mình luôn rồi, không được được, mình phải qua trước dịch. Không nào thua dịch được. Ăn sao nè, lưu điểm nè. Lên. Hey, ok mình leo được rồi. Bye bye dịch nha, em đi trước đây. Ủa gì rồi? Ủa gì rồi? Đi rồi. Thôi đằng trước nè. Đi trước nè bông. Ủa? Ủa dịch ăn sao, dịch qua trước hả? Dịch chơi gì, dịch chơi kỳ vậy, dịch chơi hai vụ vậy, dịch qua trước em dịch. Ok. Lên bông, lên. Ok. Mấy cái rễ này nó có nước nè bạn, mình sẽ bám vào những cái rễ để mình bay lên nha bạn nha. Ok. Nè chơi kèo bơi trên không luôn nè. Ok. Sắp được rồi, cố lên. Hey. Bên kia quá chết khán giả luôn Phong ơi. Cái gì, bên kia nhiều khán giả hả? Trời ơi, khán giả fan em đó anh. Mấy anh thấy mấy các bạn kia đang mặc đồ, mấy bộ đồ con cá heo, con cá mập đồ. Đó, fan em đó. Ok. Sao qua được rồi. Hey. Ok, qua được, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi bật cái này lên để làm gì? Trời ơi, cái này khó lắm luôn á. Nhanh lên. Hey. Rồi xong chìm luôn. Đi chìm rồi. Ha, mình có cách rồi bạn ơi, mình còn một cục kẹo xin gum. Quên mất. Để kẻ xin gom lên nè. Ấy, thông minh. Quá thông minh. em đi trước đi dịch. Em thông minh quá vậy ơi. Trời ơi, rồi xong dịch chìm rồi. Liêu dịch ơi, dịch không thông minh bằng em rồi. Em đi trước đây. Không có biểu tượng xin gom mà anh có biểu tượng xong anh vứt nó xong rồi luôn. Ơ vậy đây, ở chỗ này có quá trời cá mập luôn nè anh, giờ sao bơi qua được? Cái này là giống chơi audition vậy. Mấy bạn ơi, có thể nào cho mình qua được không? Mấy bạn, chúng ta là đồng loại với nhau mà. Mấy bạn là cá mập còn mình là... Ai ơi, không phải mấy bạn này là to đầu luôn á. Mấy bạn này tung em cái em nó xỉu luôn anh ơi. Ây à, rồi xong này xỉu thôi. No, mấy bạn ơi, mấy bạn tha cho mình lần này đi mấy bạn. Chơi vòng đua xe chứ. Rồi xong tôi rồi, ây à, rồi xong. Mình cứ hút vô mấy bạn này, cái mình té xỉu bạn ơi. Ui, rồi xong luôn. Mình phải dùng cái chạy nhanh này mới được. Ê! Rồi né không được. Mấy bạn ơi, dù gì chúng ta cũng là bạn bè đồng loại với nhau, mình cũng là cá, mấy bạn cũng là cá. Lên nick nó không có xỉu luôn, không lên được bờ. Bạn có thể nào tha cho mình lần này được không? Trời ơi bạn ơi. Mấy bạn đừng hút mình nữa. Mấy bạn đừng hút mình nữa được không? Trời ơi, rồi xong luôn, mấy ông cứ hút mình cái là mình té xỉu bạn ơi, rồi xong luôn. Bên này gặp gái đẹp rồi, quýnh anh quá trời Phong ơi. Cái gì có gái đẹp bên đó hả? Để em qua với, cho em qua với. Okay. Để xíu em qua từ tới, ok, rồi qua được rồi. Ok, lưu điểm hồi sinh nè, ăn sao nè. Em qua đây. Trời ơi, con nhỏ gì nhìn to vậy. Ôi trời. Rồi anh dịch yếu đuối vậy, dịch để cho gái đẹp quýnh. Để em quýnh gái đẹp luôn. Ây da, rồi xong. Anh dịch ơi, cái này là gái đô vực Mỹ anh, chứ phải là gái đẹp rồi. Chết trời nè má, em phục chúc dữ vậy. Yeah, em là người giành chiến thắng. Ôi, tính ra Phong hơn mình 1 điểm, what the. Yeah, mình được 16 điểm, mình cao điểm nhất các bạn ơi. Vậy là mình là người giành chiến thắng rồi. Thì mấy bạn đã biết ai là người mạnh nhất trong siêu nhân tứ trụ rồi đó nha. Rồi, ok bạn ơi, vậy là mình đã là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Không được phép mang chuyện tình cảm vào đây. Quanh chu chi hội anh em vào ngay. Và bây giờ Phong Cận đã chiến thắng. Đó, thấy mình ghê chưa? Bạn thấy đằng sau nè, có ba cô gái rất là xinh đẹp đang đứng nhảy chúc mừng mình nè bạn. Đó, cảm ơn. Cảm ơn mấy em. Trời ơi, anh là người giành chiến thắng đó nha. Anh là siêu nhân khỏe nhất trong siêu nhân tứ trụ luôn. Ok, bây giờ Phong xin được hát một bài. Quan từ chết quên, mình đang chào các bạn mà tao quên. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu như mà mấy bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Giờ đây vậy đang làm gì vậy? Cua gái. Trời ơi, cua gái đâu nữa, người ta xinh đẹp vậy, người ta không thích anh đâu, người ta. Nè đấy bảo thích anh không phải gật đầu nè, được không? Trời ơi, bị đặt gật đầu đồ. Đó, trời ơi, giờ nách lên hồi thúi quá, trời vậy. Vâng trời. Bye bye mọi người nha. Yêu anh em phải nồi.